ta còn học phụ huynh học sinh, chúng tôi xin không đọc cái điểm trung bình môn của các bạn. Về lớp 6A1, thầy mời em Trần Thanh Như An. Lớp 6A1, thầy mời em Nguyễn Tiến Minh. Lớp 6A2, thầy mời các em có tên sau: Nguyễn Ngọc Duy, em Trần Nguyễn Nguyên Khang, em Đặng Nhật Minh, em Đặng Minh Nhiên, em Phạm Ngọc Quỳnh Như. Lớp 6A3, thầy mời các em có tên sau: Trần Đặng Minh Anh, em Nguyễn Kiến Du, em Văn Phú Dũng, em Hồ Gia Huy và em Nguyễn Tấn Vinh. Xin mời các em ở lớp 6A1, 6A2, 6A3 có tên vừa rồi, chúng ta tiến về sân khấu. Xin mời thầy trưởng nguyên sự, hiệu trưởng nhà trường lên ra thưởng cho các em ạ. Trung học cơ sở, các em vỗ tay đi ạ. Cảm ơn thầy sự, cảm ơn các con. Rồi, mời học sinh khối 6 về. Sau đây là phần phát thưởng cho học sinh giỏi học kỳ 1 ở khối lớp 7. Lớp 7A1, thầy mời những em có tên sau: em Tạ Hồng Phúc, thầy mời em Huỳnh Thị Nam Phương, em Trần Hải Phước, em Huỳnh Đỗ Minh Quân, em Nguyễn Đức Tân, em Nguyễn Anh Thư, em Bùi Nguyễn Quỳnh Thi, em Nguyễn Quang Tiến, em Nguyễn Đức Trung, em Hồ Nhật Hải ở lớp 7A2, Nguyễn Đỗ Vân Ly 7A2, Dương Hoàng Minh Phụng 7A2, Nguyễn Thùy Trang 7A2, Lê Vũ Trường 7A2 và hai bạn ở lớp 7A3, thầy mời bạn Vũ Nguyễn Thảo Linh và Đoàn Lưu Quang Minh. Xin mời những học sinh có tên học sinh giỏi của khối lớp 7 các em tiến về sân khấu ạ. Xin mời ông Võ Minh An, phó ban đại diện cho hội phụ huynh học sinh trường Nguyễn Thành Diệp năm học 2018-2019 lên trao phần thưởng cho các em. Các con khẩn trương đi ạ. Chuẩn bị ạ. Xin cảm ơn ông Võ Minh An, phó ban đại diện hội phụ huynh học sinh của trường năm học 2018-2019. Cảm ơn các con và chúc các con tiếp tục phát huy trong học kỳ 2. Mời các con về. Sau đây là phần phát thưởng dành cho học sinh khối lớp 8. Lớp 8A1, thầy mời các em có tên sau.
sau: em Đào Phan Nhật Ánh, em Võ Ngọc Chấn, em Nguyễn Phúc Quỳnh Đan, em Phan Hoàng Hải, em Từ Gia Hân, em Nguyễn Hoàng Khánh, em Đỗ Khánh Linh, em Nguyễn Đức Mạnh, em Trần Lê Hoàng Minh, em Trần Ngọc Ý Nhi, em Nguyễn Dương Trường Phúc, em Nguyễn Khánh Quỳnh, em Phạm Đức Tài, em Nguyễn Phan Duy Thiện, em Trần Trung Thuận, em Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Lớp 8A2 thầy mời em Huỳnh Phi Long, và lớp 8A4 thầy mời em Trần Hà Huy và em Nguyễn Bá Tường Vi. Xin nhắc lại, xin mời tất cả những em học sinh có tên trên của các khối lớp 8A1, 8A2 và 8A4 các em nhanh chóng dịch chuyển về sân khấu để nhận giải. Xin mời cô Nguyễn Thị Minh Hảo, phó hiệu trưởng nhà trường nhanh phát thưởng cho các em. Đó là những học sinh lớp 9A1 và cả khối 9 đạt học sinh giỏi học kỳ 1 2018-2019. Mời các con nhanh chóng lên sân khấu. Mời cô Phạm Thị Thúy Bình, phó chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường lên trao thưởng cho học sinh của khối lớp 9.